Hello Honey, how are you? Không biết tình hình làm việc ở nhà của mọi người như thế nào rồi. Thì hiện tại là tình hình dịch bệnh đang khá là căng thẳng, thì mọi người có đi ra đường thì lưu ý giữ gìn bảo vệ sức khỏe của mình và hạn chế đi ra đường nếu như không có vấn đề cần thiết. Thì nếu như có đi ra đường thì mọi người vui lòng lưu ý là nhớ đeo khẩu trang, bảo vệ cho bản thân mình cũng như là cho gia đình của mình. Thì hôm nay thì mọi người tôi sẽ giới thiệu với mọi người về quá trình mọi ngày làm việc của mình như thế nào, thì mọi người đừng thấy chân cũng nhé. Giới thiệu cho mọi người một món ăn để vừa phục vụ cho tinh thần của đội bóng nước nhà vừa có thể nhâm nhi. Thì món ăn giới thiệu là món ăn tay heo chua ngọt. Thì món ăn này gồm có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì nguyên liệu không thể thiếu là cũng như nguyên liệu chính của món ăn chính là tay heo. Thì hôm nay tôi có chuẩn bị là 800 g tay heo. Chúng luôn cả cái dĩa mọi người. Dạ vâng. Thì tiếp theo thì là giấm, giấm gạo. Mọi người có thể tìm mua ở các cửa hàng bách hóa hay là các ở ngoài chợ, các cửa hàng cũng có bán. Thì tiếp đến là đường phèn, mọi người có chuẩn bị cho Tuấn là 500 g. Những nguyên liệu không thể thiếu như là cà rốt, bột củ, hành tây, hành tím, tỏi, gừng, mỡ. Không được người thấy từ lấy đũa người chọc vào cái tình thịt heo á. Thế nhưng mà bần thì nó không có chảy nước theo nước đỏ là tại heo chín rồi mọi người. Tiếp theo chín rồi mọi người tiếp tiếp nhé. Sau khi trộn đều xong rồi mình và bỏ vào trong keo để mình mọi người ngâm. Mọi người nên lấy keo để chín để ngâm được nó sẽ ăn sẽ ngon hơn. Nếu như không có thì mọi người có thể dùng nhựa cũng được. Chào mọi người, còn ít phút nữa là vào làm ca làm việc của Tuấn. Thì như hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu với mọi người về góc làm việc của Tuấn tại nhà cũng như là công việc của Tuấn như thế nào. Mọi người cùng theo dõi Tuấn nhé. Góc làm việc của mọi người ở nhà như thế nào và đây là góc làm việc ở nhà của Tuấn. Thì công việc của Tuấn là một nhân viên chăm sóc khách hàng. Thì bây giờ Tuấn sẽ bắt đầu vào công việc của mình. Thank you.
gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng, chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người giúp nhau xây dựng mình đến nhau không giờ. Biển trời bao la bát ngát đây mà, chúng ta vẫn một nhà. Chào mọi người, thì như mọi người cũng biết thì tối nay tôi có một trận bóng đá giữa Việt Nam chung được với nhau.